Thưa quý vị, chiều nay ngày 4 tháng 2, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, bà Võ Thị Ánh Xuân, quyền Chủ tịch nước, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều cán bộ lãnh đạo khác. Tại buổi lễ, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dành thời gian nhắc lại về quá trình công tác cũng như đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu sau đó, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói rất xúc động khi được tổ chức buổi lễ bàn giao công tác chu đáo, ấm áp, nghĩa tình, đồng thời chúc mừng bà Võ Thị Ánh Xuân được giao trọng trách quyền Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc mong bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục phát huy, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Đồng thời, nguyên Chủ tịch nước cũng đã nói về lý do xin thôi giữ các chức vụ. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết được giao trọng trách Chủ tịch nước từ ngày 5 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023, tức gần 21 tháng. Trong thời gian này, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, kế thừa phát huy các thành tựu quan trọng của các nguyên Chủ tịch nước tiền nhiệm. Tuy nhiên, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Cuối cùng, ông Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự cảm ơn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan trung ương, địa phương đã hết sức ủng hộ, giúp đỡ để ông hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nói lời chia tay với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng dành thời gian khẳng định về những đóng góp, cống hiến của ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn công tác. Ông Võ Văn Thưởng mong muốn ông Nguyễn Xuân Phúc với bề dày thực tiễn và kinh nghiệm phong phú của mình sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho Đảng, cho đất nước, góp ý cho các cán bộ đương chức những ý kiến thẳng thắn, chân tình.